Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ ra vườn nhà mình hái rau khúc. Rau khúc bây giờ rất là vừa để mình làm bánh khúc ấy, cũng không quá già mà cũng không quá non ấy. Rau khúc đang rất là vừa. Đó. Đây. Những cái đám rau khúc rất là tự nhiên đây. Muốn làm bánh khúc ngon ấy là mình phải có rau khúc này. Tất nhiên là làm bằng một số rau khác ấy thì nó cũng có màu xanh nhưng mà mùi vị của nó sẽ không ngon như là rau khúc mình hái tự nhiên ở ngoài vườn ấy. Làm bánh khúc thì là chuẩn bị gạo nếp ngâm và đậu xanh. Rồi nhân thịt các thứ ấy mình đã làm sẵn hết rồi. Bây giờ mình chỉ có đi hái rau khúc tươi về, xong là mình rửa rồi mình luộc mình xay ra thôi, hoặc là giã. Đó. Tí nữa Đây mình hôm nay mình sẽ cắt từng người rau. Bây giờ mình sẽ rửa. Đây, rau khúc rửa sạch rồi. Bây giờ mình đem đi luộc cho khoảng gần 300 ml nước, một thìa canh muối bỏ vào luộc. Sôi một cái là vớt ra. Cho vào một cái tô có nước đá cho rau nó xanh. Bây giờ mình đem rau đi xay. Mình xay chứ mình không giã, bởi vì mình thấy là giã thì cũng được như ngày xưa thôi. Bây giờ mình có máy xay, tụi gì mình không xay đấy. Mình xay lên rau vẫn rất là xanh. Tất cả rau là mình xay nhuyễn ra, xong là mình sẽ đem cái nước này cho vào microwave cho thật nóng già lên để mình đi nhồi bột. Sau khúc này mình xay ra rồi ấy, là mình sẽ cho 1,5 thìa canh muối vào để chuẩn bị nhồi hôm nay mình sẽ nhồi là khoảng gần 500 g bột, 400 g bột nếp cộng với cả khoảng 100 g bột ngô, tinh bột ngô nhé. Đó. Mình sẽ nhồi hết cái nước rau khúc mà mình xay cả cái lẫn nước nhá. Mình đã xay nhuyễn rồi đấy, các bạn thấy không, rất là xanh và rất là tốt nhé. 300 ml nước mà mình xay với cả rau khúc ấy là mình làm nóng lên ấy đấy. Mình nhồi bột mình cứ cho từ từ, các bạn thấy bột nó dẻo là bạn mình dừng lại nhé. Nếu mà thấy khô thì có thể cho thêm một ít nước nóng. Đây là mình đi nấu đậu xanh. Đậu xanh thì mình cho một thìa cà phê muối với cả một thìa cà phê đường. Sau đó mình nấu chín lên rồi mình tán nhuyễn ra, hoặc là cho vào máy xay sinh tố xay cũng được. Đây, thịt thì mình thái miếng vuông vuông, 3-4 củ hành tím thái mỏng, bây giờ đem phi thơm. Sau khi phi hành xong thì cho thịt vào, mình muốn đảo thịt cho nó thơm lên ấy. Đó. Thịt cho một ít muối, một ít đường, rồi đảo thơm lên, một thìa canh hạt tiêu. Đó, chứ mình không, hôm nay mình không làm thịt tươi đâu, mình muốn đảo lên như này cho nó thơm ấy. Muốn ăn thì cho một thìa cà phê hạt nêm. Tất cả đã xong rồi, bây giờ mình đi nặn bánh. Đó, đầu tiên là dùng một ít bột nếp này. Cho đậu xanh vào trong, cho nhân thịt, rồi xong là ém lại, lăn tròn. Sau khi lăn tròn rồi thì sẽ lăn với cả gạo nếp mình đã ngâm và rửa sạch rồi, đãi sạch rồi. Đó, đây, các bạn nhìn xem. Hôm nay mình sẽ làm hai loại. Một loại nhân chay chỉ có đậu xanh thôi.
và một loại nhân thịt đó. Để chiếc bánh khúc mà nó bóng đẹp ấy, với cả nó dính gạo nếp ấy tốt ấy, thì lúc mà mình nặn bánh mình xoay chiếc bánh kỹ kỹ một tí. Đây, bạn đừng có dấp nước nha. Nhiều người lại nghĩ là dấp nước xung quanh để cho cái gạo nếp nó dính, nhưng mà không phải đâu. Bạn cứ xoay cái tay liên tục ấy. Đó. À. Nó bóng xòa nó khi bạn dính đó, đó. Thấy không? Đó. Rất là dính. Mà lúc mình đổ bánh lên ấy nó vừa rồi, nó không bị ướt. Đây, bạn nhìn xem, cái này ấy là mình học từ mẹ mình. Đấy, mẹ đầu tiên là mình sẽ hấp 5 cái bánh chay. Thấy chưa? Trời ơi, dẻo ơi là dẻo luôn, không hề bị khô mà cũng không hề bị ướt nhá. Đó. Cái bánh thì nó rau nó rất là xanh luôn đấy, thì xem đấy, tại vì mình đồ 5 cái bánh chay trước. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra, 5 cái bánh chay đã bắt đầu được. Khi mà đồ ấy thì cái lượng gạo nếp ấy là tùy sở thích của từng gia đình nhé. Hôm nay thì mình đồ cũng vừa phải thôi. Chắc là mình ngâm chỗ này khoảng 300 g gạo nếp. Mẻ đầu có 5 cái thì khoảng gần 30 phút đã chín rồi. Đó. Đây là mình sẽ hấp mẻ thứ hai. Mẻ thứ hai của mình hấp là 2, 5, 4, 5, 6, 7, 7, 8 cái gì đấy. Nhưng mà khá là to. Hấp xong nếu mà không ăn hết ấy, thì để nguội bạn có thể cho vào tủ đông. Nhưng mà mình tính, mình vừa bấm đồng hồ ấy, thì kể từ khi mình cho bánh vào ấy tầm 30 đến 35 phút là được, là chín đẹp luôn á. Đồ sôi với cả hấp bánh ấy thì chắc là ai cũng biết rồi, là mình phải đun nước sôi rồi mình mới thả sôi với cả bánh vào ấy, gạo vào ấy. Đó. Các bạn nhìn xem khi mà mình mở vung ra ấy. Trời ơi, bánh vừa phải nói là vừa vặn luôn, không hề khô mà cũng không hề bị ướt. Ôi, ngon quá đi. Đấy, cái rau khúc ấy là theo như kinh nghiệm là mình học từ mẹ mình từ rất là lâu rồi, là nhớ là rau khúc rửa sạch luộc cho một ít muối, một thìa muối, luộc nhanh thật là xanh, xong là bạn ngày xưa thì giã nhuyễn dùng hết, không đổ đi cái gì cả, giã nhuyễn lấy cả bã cả nước để nhồi với gạo nếp. Còn bây giờ mình tiện hơn là mình luộc xanh, nhưng mà mình đem mình xay thật nhuyễn, dùng cái nước đó để nhồi bột luôn đó. Cả hai loại bánh khúc của mình đã chín rồi đây, 5 cái bánh chay và bánh nhân thịt nhá, mình cho ra đĩa. Đây đấy, bột rau rau khúc với cả bột nếp thì nó xanh mà nó vừa thơm ơi là thơm luôn, phải nói là ôi thèm quá, muốn ăn quá rồi nhưng mà rất là nóng. Thế là mình thèm quá, mình phải lấy con dao mình cắt. nóng Nóng quá. quá. Ôi, dẻo quá, nhìn này. Ngon ơi là ngon luôn.
bánh rau húc tự nhiên, thơm ngon tuyệt vời luôn. Nếu vườn nhà bạn có rau húc ấy thì bạn hãy thử làm xem nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy thích video thì nhấn like và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.